Mèo mới. Hôm nay cà phê chúng mình mới vừa đón tiếp một thành viên mới từ Hà Nội bay vào. Thì các bạn cùng mình kiểm tra sơ bộ sức khỏe của bé nha. Về kiểm tra sơ bộ của bé mèo này á, thì bé hiện tại là đang bị nấm nha các bạn. Oh no. Thì ở đây là những vết nấm nè. Về mắt của bé thì mắt của bé này sạch ha, và niêm mạc không có bị đỏ nè. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra về mũi của bé ha. Thì mũi của bé này thì không quá khô cũng không quá ướt nè các bạn. Về nướu của bé ha, nướu của bé này thì hồng hào, chứng tỏ là bé hấp thụ chế độ dinh dưỡng rất là tốt. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra về tai của bé ha các bạn. Tai của bé này thì không có mùi và cũng không có dịch, hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên á thì tai của bé hơi dơ ha. Thì sau khi mà mình vệ sinh xong á thì không có vấn đề gì hết các bạn. Hậu môn của bé này khít và không có bị sưng đỏ, thì chứng tỏ là bé đang không có vấn đề gì về tiêu hóa hết ha. Về thân hình của bé này á thì thân hình cân đối và bụng cũng không có to ra bất thường, nhưng mà hơi gầy nha. Bản xạ của bé này thì linh hoạt nha các bạn. Vậy thì thông qua kiểm tra sơ bộ thì bé mèo này bình thường ha, chỉ có điều là bé bị nấm. Qua tập sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trị nấm nha.